có quyền đề nghị lãnh đạo nhân viên được cấp dưới thay thế nhân viên này khi nhân viên này không đủ năng lực hoặc vi phạm các quy trình quy định. Năng lực ở đây là năng lực vận hành thôi. Em nắm gì về thiết bị bây giờ đó em? Người ta chỉ huy em là em không biết được. Em đóng tập trung là đại rồi. Rồi vi phạm quy trình quy định luôn. Cũng đi trong ban công. Có biết được là nó gọi là đại. Mình làm nghe sẽ đi những cái gì không thế. Không còn sự vụ gì trong ca đó. Lãnh đạo của đơn vị cấp dưới không có quyền thay đổi lệnh điều độ cho người cấp trên. Không biết gì ông thay đổi. Không được ngăn cản nhân viên chủ mình thực hiện lệnh điều độ trừ trường hợp đe dọa người và thiết bị. Cái thiết bị mà nó cháy nổ đe dọa tính mạng thì lúc đó là lãnh đạo của đơn vị cấp dưới không được ra lời trái với điều lệ của liên đoàn cấp trên. Trường hợp đe dọa đến người và thiết bị khi đó nhân viên hoạt động cấp dưới phải báo cáo lại cho đơn vị. Nên quay lại cái việc mà anh nói về cái đăng ký và cái báo cáo này. Báo cáo ngày trước 5 giờ rưỡi sáng thì hàng ngày có gửi báo cáo ra không? Qua cái trang web này, địa chỉ mail này là xài một trong hai cái thôi. Đâu nó lấy được cái này thì còn cái này là chắc nghĩa với Tú rồi làm rồi hả? Nghĩa rồi sẽ đi vòng vòng năm 22 có làm hay không? Cáo sự cố sao? Đúng rồi. Báo cáo nhanh là ai làm? Báo cáo nhanh là ai làm? Chúng ta biết. Chúng ta biết ca rồi. Ví dụ như là hôm đó ca báo cáo nhanh là ký thì diễn biến sự cố rồi ra lên là tác động dẫn đến cái diễn biến. Cái diễn biến sự cố là mình báo cáo cái gì anh? Trước khi sự cố xảy ra là cái kết dây lưới quen như thế nào, công suất phanh quen như thế nào, đó là trước khi sự cố. Sau khi sự cố thì như vậy cái tác động do dân gì ngoài cảnh là bộ nào làm gì cái lại không xưa làm gì hết ký rồi lại đi cái đó là báo cáo danh. Tại sao báo cáo danh là báo cáo sự cố mà phải là người lãnh đạo của em ký thì nó chi tiết hơn là cái báo cáo danh này. Thì cái chi tiết ở đây là phân tích cái sự cố thôi. Lúc mình báo cáo nhanh thì người kiểm tra sẽ lấy những cái thông tin chưa hoàn toàn là đầy đủ nhưng mà nó đủ ý để báo cáo.
sự cố để lãnh đạo kỹ về cái vấn đề phân tích sự cố chi tiết hơn, và nó có một cái gọi là các biện pháp xử lý để ngăn ngừa những trường hợp sau. Còn cái báo cáo nhanh của em không có đưa ra được đáp án đấy, chỉ tương thuộc là cái sự cố xảy ra. Nữa hai cái báo cáo giữa nhân viên là hành ký và lãnh đạo khác thì phân tích sự cố kỹ hơn thì đưa ra biện pháp hiện tại. Nhân viên bằng hành ký nó đưa ra biện pháp an toàn. Em biết gì mà cái mô tả từ tình trình sự cố nó diễn ra, tại vì cái báo cáo sự cố là do lãnh đạo ký, nó có cái buổi phân tích sự cố có những kỹ thuật kiểm tra và hạt kiểm tra đó, có kỹ thuật an toàn. Thì cái bài báo cáo này là sẽ là đầy đủ hơn. Vậy thì trong tác trình của mình là mình phải hoàn thành cái này. Cái nó sẽ bị hao mòn trong quá trình truyền tải, một cái là phát lên, một cái là mới phát lên, một cái là sẽ bị hao mòn trong truyền tải. Đây gọi là tổn hao qua mấy thế. Nó phát lên đầu cực đến mấy tiếng hết, với tạo dùng một tổn hao lần nữa, nó đi đường dây tổn hao lần nữa, cuối cùng là thương phẩm. Anh nói rộng hơn rồi đấy, ba mấy em mới hiểu. Trong một cái chuyện mà giao nhận biệt danh á, thì nó có cái thỏa thuận đo đế, thì cái điểm đo để thanh toán sử dụng với nhau đặt ở đó, thì cái điểm đo đó ghi được cái sản lượng, thì cái sản lượng đó là sản lượng hương phẩm, sản lượng bán đi mà. Như sơ đồ của anh, điểm đo này của anh đặt ở đây. Thì cái việc mà thanh toán là người ta lấy cái sản lượng người ta thanh toán cho. Sản lượng từ đó luôn. Hả? Lấy từ đó luôn. Lấy từ đó luôn. Và cái chuyện tổn thất là em chịu. Tổn thất qua mấy như thế. Em chịu. Tự dùng. Em chịu. Thì cái đó gọi là thương phẩm. Sản lượng bạn phát ra từ cái tổ máy của em là cái chỗ này hoặc là chỗ này, thì đây là sản lượng đầu cực em chưa qua thông thấp đây đường dây mình không chịu vậy hả? Dây cho tùy tùy đó, tập trung với lại hàng phòng nó tính xong tùy cái điểm đâu, tùy theo hợp đồng như bên em thì cái mà công tơ thương mại nó đặt ngay ra khỏi được ra
đầu là mình cũng muốn kia đầu rồi đó cuối xuất tiến là đặt ngay cái chỗ đặt trong cái khu nhà hàng đó là chịu luôn cái lỗ thấp cho đường dài dài không sát cạnh khúc à cũng gì đó còn gì đó làm được một đường phát ra nền cái lực cực đặt như là máy biến áp cái xuất tiến mình chịu hết rồi rất là dài nó gọi là thỏa thuận đó là không chắc dần thì chắc dần cái chỗ máy chất mà 1A1 á người ta vừa đặt cái công tơ đo công suất hữu công vừa đặt công tơ đo công suất vô công vậy thì đúng không một công tơ nó có hai nội dung nó có chiều giao chiều nhận b quy một công tơ đó bao gồm hai nội dung thì công tơ đó nó dựa vào cái nguyên lý gì mà nó phân biệt được cái nào là hữu công cái nào là vô công ra cái này phải đọc tài liệu bây giờ nó ca gần nhất của người khác đến ca hiện tại của mình chứ không? Đúng rồi, đúng rồi. Là ca mình là cái người giao ca với Tú. Tại phải đến sớm thì mình cũng phải hỏi Tú cái tình hình của cái nhà máy của mình nó như thế nào. Đúng rồi. Đây là em Dương nhận dù ca sáng không? Là em biết được cái ca đêm của ngày hôm qua rồi em biết được cái ca sáng của ngày hôm qua nữa. Tức là tìm hiểu một lúc mà hai ca á. Cái ca em biết được thông tin được lúc hai ca. Cái thông tin của cái ca trước đó. Hai ca luôn. Tức là mình nắm hết. Tức là mình hỏi mình coi ngày trước đó một ca. Thì giờ em nhận là ca sáng thứ sáu. Là cái ca đêm thứ năm này em biết. Cái ca ngày thứ năm mình cũng biết nữa. Tức là mình phải tìm hiểu cả ca ngày ca đêm của ngày thứ năm. Thông cái ca sáng này chúng ta thông qua cái ca đêm này nữa là đủ để nối tiếp ra lịch đó là gọi là ca gần nhất. Ca gần nhất là ca sáng vô ngủ á. Ừ.
là thông thường là hình tú đã, em chỉ cần viên tú là đủ, là bao hàng bảy rồi ngày mai lại gặp mười lăm phút là một cái con số mà em tính từ trên vì khi em không hiểu em đến 15 phút là đến đi thì nửa tiếng luôn em hiểu không khác theo hiểu nói chung là cái gì thế này khi mình nhận cao rồi để cho cái cao mình tốt á mình phải hỏi chi tiết của cái cao tiêu quá nhiều cả nó được vui một người chúng tôi có thể nói nãy giờ tao nói mày hiểu gì tao không hiểu tao biết tại vì nếu người ta ẩn mà nếu người già khổ nói luôn vui chơi luôn em cũng sao em đi làm sao cố gắng khi em dạy ca là em chỉ vì cái ca của em là tốt rồi. Có nhiều trường hợp nhiều khi là giải thích cho em rất là ok rồi nhưng mà lát nữa em quên cái tên có thể gọi điện thoại về nó ví dụ để nói tao nhớ bây giờ tao quên thì chỉ lại đó đó là nhận ra trong ca kịch của mình ok vậy thì em tìm hiểu cái gì người ta có nói phương thức hoàn thành nhận này sơ đồ lưới dây nhà máy điện thường dùng và lưu ý so với kết cấu dây thay đổi so với kết dây cơ bản và trạng thái tiếp cận những cái chép trong sinh tiến những thao tác theo kế hoạch sẽ được thực hiện trong ca cái mục bố có điều là như thế nào ví dụ tú nó tới đến giờ ở gia ca rồi mà nó chưa làm cái thao tác đó bởi vì theo cái phương thức trong này cái mục bố có rồi nó kịp cái thời gian thì nó đâu có đúng như mình muốn ví dụ như 15 giờ là thao tác cái đó nhưng mà đến trưa thao tác trôi đến 17 giờ tú đến giờ gia ca thì cái việc thao tác đó là ca xong rồi đó là cái mục bố á, những thao tác kế hoạch sẽ được từ nhân ca. Thì thật ra những cái thao tác nó không đúng thời gian như chương trình mong muốn. Cái trường hợp một ca nó làm mất cả ca sau không làm hoặc là ngược lại. Đó, ví dụ như ngay giờ đó thì Tú nó xin cắt cái đường dây đó nhưng mà phương thức không giải quyết được cho đến cái thời điểm đến em dàn ca để mà rồi trường hợp mà mình xin nó làm một cái gì đó mà nó chưa cho thì tới ca sau nhận vô thì ca sau có gì phải gọi điện hỏi nó lại là tôi được phép thao tác nó hay chưa à không thì này nó cho cái nhật ký là đã ghi cho ca sau thao tác cô lập 271 chưa thực hiện được theo phương thức dạy lý do là dạ chờ khi nào điều độ nó gọi tới nó kêu cho làm đó mình mới làm chứ mình không có gọi hỏi nó nếu em làm như này quá dở em chủ động em gọi em hỏi cái nhóm công tác đó chuẩn bị chưa em nó sẵn sàng rồi em gọi điện thoại thì em sẽ nói dạ
sáng cam trước quê nó dạng dạng anh chưa nắm hết, bây giờ em sẵn sàng là trên hệ thống có đủ điều kiện cho em làm, nó nói ok chào chút xíu gọi là ok thôi đó. Em hai cái cô là bàn giao lại cho cái giáo sư trưởng. Nó làm xong rồi sẽ có trường hợp là thằng điều độ liền nó gọi là xong chưa trả lại cho ba, là trường hợp em gọi chủ động đó em xin một cái làm sớm tại vì đâu có biết được cái tài liệu làm với giáo sư trưởng kêu em đăng ký 2 tiếng thì thật ra nó là có 30 phút. Trước đây họ chưa nắm được tình hình nó như thế nào, họ cũng đăng ký dài mà hoặc khi họ vô việc rồi thì nó đơn giản, nó mất nửa tiếng rồi. Thì em sẽ gọi nó là em công tác sửa chữa cái 2-1 nó đi ăn tốt rồi, em trang cái là cái tái lập lại, nó hỏi em là dạy dạy đó có chắc không chắc chỉ thì từng bước công tác tái lập. Nhiều khi nó cho là ngày khác luôn á. Sự cố chạm mới đi thế cũng là cái là sự cố của chạm sự thì cái công việc của điều độ miền đã họ sẽ ra cái phương thức trong cái điều kiện chạm nó sẽ có thì họ sẽ ra một cái loại nói là hàng ngày họ sẽ làm cái này làm cái này mấy giờ mới mấy giờ cái này nó giống như là cái quyền nó mất thông tin, cái sổ mà sổ là tại vì điều độ tới ghi trên hay ghi lại xuống em, nhưng mà nó khác cái phương thức vận hành cơ bản là này. Trạm mình nó không bị sự cố nhưng mà mình vẫn phải thao tác thiết bị để cho bên kia thôi. Thay đổi cái cách dây cơ và thì
Ca là hoàn thành các công việc trong sự vụ ca, thông báo một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ cho người sự ca những thay đổi của thiết bị cùng những lệnh của người mới có liên quan đến công tác điều độ vận hành trong ca của mình. Thông báo người nhận ca những sự việc bất thường xảy ra trong ca của mình và hiện tượng khách quan đang gây rã đến chế độ làm việc bình thường của nhà máy điện của thiết bị. Ví dụ như trước đó là cái cảnh báo gì đó nó đang tồn tại, người ta biết cái cảnh báo này nó có nếu để lâu dài nó ảnh hưởng gì không, hay là tại sao mình phải hỏi cái căn trước mà tại sao cái cảnh báo này chưa được xử lý, lý do cái thứ đó là bây giờ vướng gạt mấy cái chạy và nhiệt độ nó cho dừng để có xử lý rồi muốn xử lý phải dừng máy xử lý được cái ca sao của em vô em cũng xử lý cái bầu đại đó rồi nó xin nhiệt độ nó dừng bởi vì em đang bị tồn tại và cái đó xin rửa cái xe người ta đã ký ra này, người ta đã hiểu là chấp nhận hiểu là thành người giao được. Ok. Vậy thì trong trường hợp cái thành bại này nó giao ra trước cái ký mà chưa ký nhận là cũng có sai. Sai mình chưa ký nhận, mình chưa ký nhận. Sai nó có quyền, nó đủ cái thông tin
mình tự kiếm dần ca là người ta bây giờ khi cái thằng ca thì tự ra nó thấy mình dần rồi thì nó mới ký gì à? Chứ nó không trên lụa rồi nó ký dao luôn nó bỏ đi ra không được. Trường hợp mới nói là ta không hiểu vấn đề là chúng ta giải thích là thích lạ mà đã khi hay kiểm tra với nhau rồi không có cái chuyện gì mà không hiểu với nhau trình độ ngang nhau rồi giải thích là không hiểu không lý do gì nó nói tiết kiệm A B nó lại hiểu lý do gì hiểu từ khi nào nó có một cái phương án xử lý sự cố gì đó vậy không hiểu ý đồ của nhóm sửa chữa thì cái cạnh đặc biệt là nó hiểu nó hỏi rồi nó hiểu cái gì cả thì cái đó nếu em mới không hiểu thôi cái thiết bị lý do làm sao mà không hiểu là bảo đảm là khó rồi cho phép gia đình hoặc khi đã em đã xử lý xong
không phải Tú là sự việc sự cố, mình Tú chưa được nhận ra vậy. Tao về mà. Mà mình có tới 4 trưởng ca. 4 trưởng ca nhưng mà là cái lực ca của mình là 3 ca, 2 ca, 3 ca hay là 2 ca. Nhưng mà không bao giờ con tay thì người ta có quyền từ chối như thế này, như thế này. Tao mới từ chối. Người ta thấy lực ca đó là ngày mai đó mới đi cả ngày. Bây giờ ta đi lo việc phi gia đình chúng ta. Ví dụ ta đi ra khỏi xa cái khu vực lân cận đó, nhà máy cư xá. Ví dụ như anh, ngày mai anh mới đi ra ngày. Đừng cái câu chuyện nó xảy ra giống như đại là hỏi vậy. Lãnh đạo kêu anh đi, mà nói bây giờ đang ở Sài Gòn, đâu có lên kịp đâu. Là cái người chúng ta giúp ta tiến hành hỗ trợ quá thời gian trong cái trường hợp đặc biệt là
nhưng mà lúc đó lãnh đạo đây là quản đốc luôn, nó sẽ đi về.